Chồng bảo vệ nhân tình liền ra tay tác động vật lý chị vợ khi bắt gian tại trận. Ngày 22 tháng 8, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh người phụ nữ bế con gái ngồi trên nắp capo ô tô cãi nhau với người đàn ông, khiến nhiều người xót xa. Diễn biến sự việc như thế nào mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé. Theo chủ nhân đoạn clip, hai người trong clip được cho là vợ chồng. Người vợ bế con gái đi từ quê nhà Đồng Tháp đến tỉnh Bình Dương để tìm chồng. Trong đoạn clip, người phụ nữ nói: "Anh bảo vệ người ta, anh có bảo vệ vợ anh không? Vì người phụ nữ đó mà anh đánh em. Bao nhiêu năm tình nghĩa với anh, em sẵn sàng ký giấy ly hôn, nhưng em muốn ra đây nói chuyện." Nhìn thấy người phụ nữ cùng con không bước xuống mặc cho bản thân nài nỉ, người đàn ông đành bất lực đứng nhìn. Toàn bộ sự việc được người dân xung quanh ghi hình lại và đăng tải lên mạng xã hội. Đoạn clip đã thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác cùng nhiều bình luận phẫn nộ dành cho người đàn ông. Trong khi đó, cũng có nhiều bình luận cho rằng trong những tình huống đau lòng như thế này không nên dẫn theo con, bởi điều đó sẽ gây ảnh hưởng tâm lý đối với trẻ. Đại diện lãnh đạo phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 19 tháng 8 tại khu vực gần khu công nghiệp Hải Mỹ, thuộc địa bàn của phường. Hai người trong clip lan truyền trên mạng xã hội là vợ chồng. Khi người chồng đang chở nhân tình bằng ô tô di chuyển qua tuyến đường này thì người vợ bắt gặp. Song trong lúc trò chuyện chỉ xảy ra lớn tiếng và hoàn toàn không xảy ra bất kỳ xô xát nào giữa ba người. Bình luận sự việc, chuyên gia tâm lý Hồng Hưng, thường trực tại Thư viện Lưu trú, Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhận định, việc người vợ mang theo con khi đi bắt ghen chồng ngoại tình được xem như một bản năng của con người. Bà Hương cho rằng đứa bé trong trường hợp này được xem như đồng minh của người vợ, đứa bé cũng là lá chắn cho mẹ, bởi người vợ nghĩ rằng nếu mang con theo thì chồng sẽ không thể đụng chạm đến mình. Đồng thời, người phụ nữ cảm giác đứa con sẽ là thứ đánh dấu chủ quyền trước mặt nhân tình trong ô tô. Tuy nhiên, dù bất cứ lý do nào, vị chuyên gia nhấn mạnh hành động mang theo con là không nên. Không những vậy, vì phải đứng giữa bố và mẹ sẽ khiến trẻ bị mâu thuẫn nội tâm. Sau này những hệ lụy có thể kể đến như sợ các mối quan hệ khác giới, sợ kết hôn, rối loạn lo âu. Còn bạn, bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.